Ý là là con trại, chúng ta đây là trại bằng rừng, mà trại bằng rừng cấp cao là ủy viên. Do đó trong cái ban huấn luyện có rất là nhiều cái công việc để cho các bạn phòng ngủ. Ta nghĩ ra ngoài kia hết, nhưng mà tôi vô cái phòng nữ tôi kiểm tra, dường như có ba bạn hay mấy bạn nào nằm trong phòng thì ai, những người đó đứng lên coi coi cho bà con tường tận thôi. Có hai ba người ở trong phòng này 31 năm chúng ta ở nước ta là kể như là không có hoạt động lãnh đạo liên tục. Đến năm thứ 31 chúng ta làm và chúng ta hỏng một cái thời gian rất là dài. Và chúng tôi nói sơ lịch sử để nhiều người biết là kể từ năm 75 thì thế giới và mọi người biết rằng ở đây là nô hỗn tạp. Và năm 2002-2003 thì ông Nhân Chức gặp tôi nói Việt Nam nô hỗn tạp. Và cái tôi là cái người đầu tiên đưa hình ảnh nước đạo ra công khai ở Việt Nam sau 75 vào mùa hè năm 1987. Tôi nói sâu qua lịch sử cho các bạn. Mùa hè năm 1987 thì hướng đạo bắt đầu được giới thiệu cho công chúng bằng một cái buổi hội thảo do tôi phối hợp với trường đội tổ chức để đem ra thảo luận về phương pháp hướng đạo. Ba người thuyết trình lúc đó là có thứ nhất là một người bây giờ là nghệ sĩ nhân dân, là ông hạ sĩ Trương Khoa, nghệ sĩ nhân dân. Ông này có cái hay, sao lên nghệ sĩ nhân dân yêu cầu báo để viết về cuộc đời ông, nó phải để tôi là nhờ hướng đạo tôi mới tham gia cách mạng, tôi mới học cái này, phải để như vậy. Ông giới thiệu về một ông đạo hai, ông là đảng viên, một người đảng viên nữa đó là một nhà ở tổng công ty du lịch là ông Minh Lương, và người thứ ba là tôi bắt đầu giới thiệu hướng đạo ra. Nhưng mà trước đó thì anh em hướng đạo cũng sinh hoạt chui trong nhà thờ, hay là cái dịp quan hôn tương tế chúng ta mới gặp nhau. Nhưng mà khi chúng tôi đưa ra rồi thì dịp mai một người bạn chúng tôi với một số anh chị ở Hội Liên hiệp Thanh niên Trung ương đến dự buổi hội thảo đó, sau đó kêu chúng tôi về bây giờ làm lại hướng đạo về Hội Liên hiệp Thanh niên Trung ương đóng tại 2025 Pasteur tổ chức lại sinh hoạt hướng đạo với danh nghĩa là câu lạc bộ những người câu lạc bộ ngày trời á. Thì chúng tôi bắt đầu làm hướng đạo lúc đó, nhưng mà Khăn Hoàng Xanh bắt đầu xuất hiện năm 1988 và sau đó hoạt động được chưa tới một năm là bị giảm ngay, giải tán Khăn Hoàng Xanh do sự bất đồng giữa Hội Liên hiệp Thanh niên Trung ương ở thành phố và thành đoàn. Nhưng mà sau đó hướng đạo bắt đầu nó xuất hiện và lửa nó đã cháy rồi nó không tắt, chúng tôi mới kéo nhau về nhà quán lao động đặt ra câu lạc bộ công tác xã hội và giáo dục của nó để gây dựng phong trào. Và khi
hoạt động như vậy thì ở ngoài Bắc, ông Dương Trung Quốc là cái người khai thác lại cái hướng đạo qua Trung Hoa Đội Thúy để những cựu hướng nội sinh ngoài Bắc tập hợp lại năm 91, bắt đầu nói chuyện về hướng đạo. Thì phong trào hướng đạo lúc đó đã bắt đầu được dấy lên. Thì một cái sự kiện quốc tế là năm 1991, một ủy viên hướng đạo của dân phòng hướng đạo thế giới dùng Á Châu Thái Bình Dương đến Việt Nam vận động với nhà nước anh em để gây dựng phong trào, đó là trưởng Nguyễn Quang Minh. Năm 1991, trưởng Quang Minh với tư cách là một ủy viên của dân phòng IBE đến để vận động. Nhờ chứng minh năm 74-75 là chấp viên của dân phòng Á Châu Thái Bình Dương, do đó vì cái tinh thần hướng đạo về dựng lại, chúng mình trở về và bắt đầu đến Việt Nam để làm với bao khó khăn đối với nhà nước và khó khăn nhất với nội bộ. Khi chúng mình bắt đầu về dựng cờ lại một cái thì có một cái văn bản chính quân trưởng Lão Thạch của chúng ta, một số người đã chết người đã còn, đã có ý kiến phản đối và làm rất là lớn và trầy trật. Chứng minh như vậy là về đây hai mươi mấy lần liên tục để gây dựng hướng đạo, và chỉ có mình tôi và chứng minh gây dựng lại đến bây giờ hình thành như thế này. Thì các bạn biết một cái lịch sử mất mấy chục năm ở Việt Nam, chúng ta không được biết được thế giới hướng đạo như thế nào. Và hướng đạo Việt Nam trước 75 là một phong trào ở giai đoạn chiến tranh, một cái hội chỉ có mười mấy ngàn người thôi, một cái hội ở cả phía Nam, từ miền Trung đến miền Nam mười mấy ngàn người và không tiếp xúc gì được với thế giới hết nhiều. Và chỉ có bắt đầu năm 2002 là chúng ta mới tiếp xúc với thế giới, do đó có thể nói chúng ta lạc hậu, không biết gì hết. Cho nên cái tình trạng phức tạp lâu nay xảy ra Việt Nam đó là kết quả của quá trình trước 75 và đến hôm nay. Những cái chuyện lộn xộn phân hóa nó có nguyên nhân sâu xa và nguyên nhân lạc hậu của chúng ta hết. Và đây là một cái trại đầu tiên, quốc tế đầu tiên mà nếu xét về cái mặt tổ chức thì khi hướng đạo Việt Nam lập 1930 đến bây giờ là 76 năm, chưa có bao giờ một huynh trưởng đạo Nam gần 40 người đi ra quốc tế học. Chúng ta tổ chức đây là một cái sự kiện lịch sử, các bạn nhớ, các bạn đừng may mắn giữ cái đó. Thành ra chúng ta bắt đầu hâm nóng lại phong trào trở lại, do đó trong cái khó khăn, trong cái lạc hậu, thành ra chúng ta một yêu cầu chúng tôi đưa các bạn là chấp nhận huấn luyện. Những huynh trưởng chúng ta lâu nay đã hiểu, ví dụ như có những vấn đề mà chúng ta không giữ được tư cách của huynh trưởng bằng rừng. Dù hôm qua có một trưởng không đến dự khán cái buổi của người ta biểu diễn cái nghi thức tập hợp người ta xong, thiếu tế nhị đứng lên phê bình liền, cái này là không phải đạt lên là quân đội. Cái đó chúng ta không nên. Rất là nhiều cái huynh trưởng chúng ta đã hành xử cái tư thế không đúng, tại vì lâu nay chúng ta vì khó khăn, ví dụ như ở đơn vị chúng tôi có thể lâu quá chúng tôi huấn luyện các em và đưa lên trưởng rồi huấn luyện lại thì không cho mấy em nó bằng này bằng kia, nhưng mà tư cách chưa có, kinh nghiệm chưa có, thành ra chúng ta gặp rất là nhiều lúng túng nội bộ để chúng ta xây dựng lại. Do đó chúng tôi trở lại yêu cầu các trưởng chấp nhận đến đây, chấp nhận huấn luyện và tin tưởng nơi cái bộ phận tổ chức để chúng ta xóa bớt những cái hoặc là nhiều người không hiểu hoặc nhiều cá tính bộc lộ ra, và khi bộc lộ để chúng tôi hướng dẫn là cho đúng, và chúng ta may nhờ nguyên cái bộ tổng ủy viên và những người huynh trưởng cũ còn sót lại hiện nay, chỉ còn có chứng minh còn đủ sức ra đến đây huấn luyện này. Ở trong kia thì may mắn thì còn được thiết lập những người họ đã nguyên mình tráng nhưng mà huấn luyện là chứng minh đã bỏ công sức đến đây để làm, thì đề nghị chúng ta và chứng minh là cái người hơn tất cả những người khác là